Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bê Cú Thành. Và những lần trước chúng ta đã chơi game ông bố khó tính. Và hôm nay chúng ta sẽ có một người bà khó tính trong game Roblox. Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì các bạn vào video sẽ biết nha. Đừng quên bấm nút like video, bấm đăng kênh để mình xem quảng cáo. Còn bây giờ vào luôn. Mình nghe nói người bà này sẽ bắt mình học bài nên mình chẳng thích đâu. Không thích thì ốc học rốt, phải cho ốc vào đi học các bạn. Ốc phải người bà này mới trị được. Đúng. Sang đây đi. Ôi, cháu ốc bị ngốc đâu rồi? Cháu ốc, à đây, cháu ốc ngốc đây rồi các bạn ạ. Bây giờ ở đây các cháu nào cũng giống nhau, khó nhận ra quá. Đúng rồi, và đây này, mình lại có fan hâm mộ này các bạn ơi. Bạn đang gọi chị ốc đây này. Chị ốc học dốt lắm, đây vào hai ốc ơi, nhanh ốc. Đâu nhanh, em không nhìn thấy anh đâu. Ở đây, đang nhảy đây. Rồi, vô. Vô, hey. 1, 2, 3, bắt đầu. Đây, chúng ta sẽ vào đây và đến thăm người bà chuyên bắt các cháu học bài, học từ sáng đến đêm, từ đêm đến ngày, ngày đến sáng luôn. Really, nigga? Trời ơi, vào đây xem TV đâu, học bài đâu. TV cái gì, bây giờ em mới biết thế nào lễ độ với cán bộ, hiểu không? Lễ độ với bà. Em mà không học bà đập cho một phát thì cũng quy tiền. Thì em vẫn tỏ ra là em học bài, nhưng đợi bà đâu biết được em học được cái gì đâu. Đúng rồi, em ngồi đấy em không học, em nhìn thôi. Rồi đây, trên chuyến xe đi về giữa đêm, người bà chở hai đứa cháu, một đứa cháu rất ngoan, còn một đứa cháu rất là mất dạy, đó là cháu ốc. Đó là cháu Bê Cú Thành. Cháu Bê Cú Thành rất ngoan, hiểu không? Đây chính là người bà của chúng ta. Bà của mình nhìn hiền thế này mà Bê Cú Thành bảo bà là bà khó tính. À, có khó tính đâu. Ai đấy nhỉ? Cháu đây bà ơi. Rồi. À, bên trái là mẹ mình, bên phải là bà nhá. Bà thì có tóc bạc phơ đấy. Điều gì đã mang các cháu đến đây hả con gái ta? Mẹ thì nói rằng mẹ nói là mẹ có một cái chuyến đi công tác các bạn ạ, nên là bây giờ nhờ bà chăm sóc hai đứa mình. Đúng rồi. Rồi, hay quá. Đấy, và mẹ hãy gọi là hãy chăm sóc các cháu và hãy để ý đến việc học hành của hai cháu này. Đấy. Rồi. Bà cười, đừng có lo lắng gì. Để bà lo, bà bắt nó học từ đêm không cho nó ngủ luôn. Thế là thôi sao các bạn. Rồi ha. Rồi bây giờ là 9 giờ tối đi ngủ thôi. Anh phải mua vài cái vật phẩm ở đây để phòng trừ trường hợp là bà tấn công mình. Ấy, anh đã chơi cái này cùng Wheeler và Bun rồi, bây giờ đâu? Chúng ta phải đi học ốc ạ. Đi học hay làm gì bây giờ? Học bài đó. Ui Bê Cú Thành ơi, học kiểu gì mà lại là trang giấy trắng cái này, học hành gì? Có chữ đâu mà học hành gì? Anh đi xuống dưới nhà thăm bà đây, hỏi chuyện bà đây, bảo bà ơi, tối nay cháu không muốn học đâu, cô giáo không ra bài tập về nhà cho cháu. Đúng rồi, mình mở sách ra toàn là những trang giấy trắng. Đúng thôi rồi. Bây giờ mình phải đi refill. Ô cái gì đây anh ơi? Trở nên tàng hình. À phải mua các bạn ạ. Tàng hình để làm gì? Ai biết đâu. Anh bây giờ nào? Đi refill chỗ nào? Trở nên tàng hình chắc bà sẽ không nhìn thấy mình hả? Thế mua em luôn mua. Các bạn ạ. Anh sẽ mua thử cái này, còn cả cái kia anh tí đóng băng bà. À, tàng hình là mình sẽ ấn phím F, còn đóng băng là ấn phím R. Bà ơi. Bà đâu ơi. Thế refill đâu, chỗ nào để refill? À đây. Gì? Refill để làm gì? Đây này, mình có nhiệm vụ này không đọc hả? Hiểu kiểu gì? À, đổ vào đi ốc, đâu chỗ này? Đây, ốc đổ vào đi, đúng rồi. Cháu ốc ngoan lắm, bà cho 2 điểm. Tại vì sao các bạn ơi? Bởi vì là Bê Cú Thành đâu biết đọc tiếng Anh đâu. Người ta bảo là refill generator, nhưng Bê Cú Thành không biết. Anh không để ý đến nhiệm vụ đấy. Bà ơi, ông cứ nói nhiều đấy bà. Ông học thì rốt, cứ đổ cho cháu học rốt. Chưa? À đây bây giờ mới đổ được. Nãy ôi giời ơi đâu. Rồi. Phế quá. Rồi. Bà bảo lấy cho bà gì ấy? Đưa cho bà gì ấy? Điều khiển là cái gì ấy? Đưa bà thuốc đi không? Lấy thuốc đưa bà đi. Thuốc. À thôi. Đây để anh lấy thuốc đưa bà cho. Đấy. Bà ơi, bà uống thuốc đi bà ơi. Đưa cho bà thuốc đi. Hay em đưa cho bà bình ga nha. Bà uống bình ga thì bật bừng hết à. Rồi, bây giờ chúng ta có thể xem TV nha. Ok, bật TV lên. Bật lên, lấy điều khiển bật đi. Bà ngất rồi. Bà ngất trên đất. Bê Cú Thành. Không, thuốc này là bác sĩ đưa cho bà, các anh phải đưa cho bà. Ảo thật đấy. Bà ơi. Bà đâu rồi? Bà biến mất luôn rồi, ảo thật đấy các bạn ạ. Ảo thật thôi, đi là bây giờ mình xem TV đúng không? Rồi ok, xem TV. Mở TV đi.
Em lấy cái remote này em mở cho anh xem. Đây, đây là chương trình thời sự ngày hôm nay. Ô, chính là lọ thuốc anh vừa lấy cho bà uống kìa. À, chết rồi. Đây là lọ thuốc sẽ làm mất sự kiểm soát và khiến người khác trở nên độc hại. Hả? À? Hỏng rồi. À, tôi Thành đang hạ độc bà. À, không, bác sĩ hạ độc bà chứ anh đâu có biết là thuốc đấy có tác dụng gì đâu. Trời ơi, hãy cẩn thận đây các bạn ơi, đây là rất là nguy hiểm các bạn ạ. Lọ thuốc này sẽ khiến đôi mắt mình trở nên đỏ và cái đầu đi cứ đập đầu vào tường. Ôi trời. Toàn sống, toàn thật rồi bố em. Chết rồi bà ơi. Chết rồi. Đập đầu vào tường như đứa không bình thường luôn. Thôi chết rồi, hết tin rồi. Bây giờ mình phải đi ngủ đi. Đúng rồi, mình phải đi lên tầng để đi ngủ. Đi đi ngủ cái gì, đi học bài, ông bà kiểm tra là thôi toang đấy ông ạ. Thế à? Thế bảo đi vào bedroom mà sao lại là học bài là sao? Ai mà biết được. Bedroom mà chỉ có đi ngủ đấy chứ. Ờ, thế bây giờ uống nước ở đâu nhỉ? Anh quên mất tiêu luôn. Ôi giời ơi. Bây giờ là energy thì mình phải đi ngủ để lấy energy đấy, ngủ. Nhưng bà lên là mình phải thức dậy đi học bài nha. Ok. Bà dậy. Làm việc làm bài. Ôi cháu đang học bài nha bà ơi. Đây rồi, cháu không đang học bài đây. Cháu học bài em chỉ cháu... lắm luôn. Ôi ôi bà mình mắt đỏ đi gì kia kìa. Bà đang kiểm tra đấy. Ông ơi em ngồi yên nhé, bà vả phát rơi đầu ra đấy. Các bạn bà đang kiểm tra. Em đang học mình. Bài mà okay. Bà hết kiểm tra rồi, anh xuống ăn cái ốc ạ, anh đói quá. Đây các nhiệm vụ của chúng ta này. Check điện thoại này. Học bài này, học bài đổ này, ga uống đổ nước, ga, ăn nước. Và ngủ, ok. Bà kiểm tra là phải lúc đang học bài. Rồi bây giờ là phải đi uống nước ở đâu? Uống nước đây các bạn ạ. Đây rồi. Uống nước ở đâu? Ồ anh uống nước. Nước ở đâu? Ở dưới bếp à. Ồ, có phải nấu đồ ăn không ta? Vẫn phải nấu đồ ăn các bạn ạ. Đâu rồi? Em cứ đi cùng anh nhá, có gì anh cho bà đóng băng còn sống. Em đói. Đói lấy đồ ăn ra mà nấu. Phải nấu à? Phải nấu mới có đồ ăn chứ. Thì bốc đất ăn va đi. Em sắp chết đói rồi còn bắt em nấu. Đấy ăn đi trên bàn thế này. Thôi em chết rồi. Đồ ngu. Ôi giời ơi, ốc quá gà các bạn ạ. À. Nấu thế này còn không biết. Thế rồi thế anh phải nấu cho em chứ, để em ngồi sẵn ở bàn em ăn. Đây thôi. Này anh để đến bàn rồi mà. Rồi em xong. Em chết tòi rồi nè. Không sao, anh sẽ đóng đá bà bây giờ. Ủa? Anh đóng đá bà rồi mà bà vẫn hù anh. Ảo thật đấy. Rồi anh làm cảnh ốc luôn rồi. Trời, thất bại rồi các bạn. Chê em à, chê cái gì rồi, làm lại đi, làm lại cuộc đời đi. Return lobby rồi các bạn ơi. Toàn thật đấy. Khẩn trương, khẩn trương. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình thử vào cửa hàng xem mua được cái gì không. Đây là item này. Item, chúng ta có thể mua được mấy cái này ngoài luôn hả? Nhưng bấm vào đâu có mua được đâu ta. Ấn vào tiền. Ấn vào tiền thì lại quay về ban đầu đấy. Cứ ba cái thì một đấy. Thế thì không mua được. Lỗi rồi. Lỗi rồi các bạn. Cái này cũng không mua được ta. Tàn hình này, mua được. Cái mua được. Cái bên trên mua được, cái bên dưới không mua được. Cái này mua được này các bạn này, đó. Hình như anh mua được rồi đấy, vì hình như cái vàng vàng là tiền chứ không phải là robot. Thế à? Đúng, đúng. Cái coin mà anh kiếm được ấy. À, cái coin hả? Ừ, không phải robot, đúng rồi, ông nói đúng rồi. Thế bây giờ mình có bao nhiêu coin ta? Hết rồi, hết tiền rồi các bạn ơi. Anh không biết mình có bao nhiêu coin à? Đấy, mua được thêm cốc nước các bạn. Nói chung đấy, ok rồi đấy. Mình sẽ mua được thêm item này để chơi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Rồi, mình thoát ra ở đây xem nào. Đó, số coin hiển thị ở đâu nhỉ các bạn nhỉ? Ai mà biết được. Rồi bây giờ mình sẽ vào shop này, chỗ coin này mình sẽ mua coin đi các bạn ơi. 600 coin luôn này các bạn này. Đấy, mua 600 coin với 99 robux đấy. Ok chưa? Sau đó mình vào cửa hàng, mình mua item, mua hai cái đồ ăn này, mua một cục năng lượng này, mua hai cốc nước, 4 cốc nước đi, 4 cốc nước này, 5 cốc nước này, hay một cục năng lượng nữa này các bạn này, hai cục năng lượng này. Ok. À đây, vào đây, số coin mình còn 8 coin. Vào đây này. Đây đúng không? Không. Đâu chỗ nào không? À chỗ đây mình làm bao nhiêu coin đây? 292 coin. Ok. Thế bây giờ là mua được thêm item đấy không ạ? Em có coin mà. Em có coin, em mua, em có 8 coin đấy. Em mua nước hay mua gì đấy? Em mua cookie để ăn.
Mua cookie thì mua nước này, mua năng lượng. Tại vì cookie mình phải nấu, mình lấy mình nấu mình ăn được các bạn ạ. Nước thì mình uống luôn. Thông minh lắm. Ok, tàn hình này không biết có xịn không nhỉ? Anh chưa dùng thử các bạn ạ. Nên là bây giờ quyết định là chúng ta sẽ vào game luôn nha các bạn ơi. Lần này là chúng ta sẽ chơi mấy người hả ốc? 4 người đi. Rồi, bây giờ là chọn chế độ 4 người đi ốc ơi. Vào đây còn 5 giây nữa. Vào luôn. Chuột của em đơ rồi. Đơ rồi à? Không quay đầu rồi. Để xem vào game có quay đầu được không ốc? Không biết nữa. Bây giờ lần này là có 4 cháu nha các bạn. 4 cháu. Rồi, người bà ơi, cháu gặp lại bà rồi đây, bà ơi. Hello. Đấy, bà lại hỏi chuyện. Đây là đứa nào? Đây phải cháu tôi đâu. Cháu ốc học dốt kia phải cháu tôi. Ốc học giỏi mà. Đây, đây là gia đình rất là ăn bữa cơm rất là thân mật, thấy không? Đây là mẹ mình, đây là bà mình. Mẹ mình quyết định đi chơi xa và để lại những đứa cháu cho bà. Và bà phải quản lý cho những đứa cháu này học. Đặc biệt là cháu ốc học dốt nhất lớp. Kỳ thi nào cũng không qua được cái môn nào. Môn nào cũng được điểm 1, điểm 2. What? Không phải thế. Lúc nào cũng nhận được là cầm 9 điểm trong tay. Nhưng thực ra là có 1 điểm trên giấy thôi các bạn. Rồi, bà bảo đừng lo. Mấy cái đứa này không nghe bà quật cho thì thôi rồi. Tối cháu lươn đầy nồi. Rồi, mấy đứa cháu lại thức dậy rồi các bạn này. Bây giờ là đi xuống đi, đi xuống mở cửa đi xuống đi mấy đứa ơi, đi xuống xem bà đang làm gì. Bà ơi bà không xuất hiện luôn. Bà lắm tóc bà trắng bạc trắng như mây. Đây đây bà đi thấy bà không xuất hiện đâu. Đấy, nấu ăn. Chính da. Chật chết cả vô cái bạn ốc ấy mọc qua thì đấy phải ốc đâu, ốc đang ăn rồi. Thế là bạn khác còn nhầm nha. Tí cứ nghi xấu cho ốc kìa. Mình chả chơi với Quy Thành nữa đâu. Rồi. Đấy các bạn ơi, đây rồi. Mình phải cầm sẵn một cái đồ ăn trên tay mà tí là bọn nó ăn mất đấy các bạn. Bọn kia chắc là đi cho bà uống thuốc rồi các bạn ơi. Uống thuốc rồi, chúng nó cho uống thuốc rồi. Ôi giời ơi. Hiện tại mình mua được 20 cái water điện thì có tới 18 bánh có 9 cơ các bạn ạ. Rất là xịn sò luôn. Bây giờ đi ngủ thôi chứ. Bật tin tức chưa mấy đứa? Bật tin tức lên thì mới nghe được tin tức. Umbalabalua, đây là tục tôi là những nhà nghiên cứu khoa học. Chúng tôi nghiên cứu loại thuốc này uống vào là bị lú như con cú. Người bình thường hóa người điên trên cao nguyên. Đấy, rất là nóng tính, gặp ai cũng quật cho người không thể tươi cười. Rồi lên nhà đi học thôi các bạn ơi. Bà chuẩn bị phát điên rồi các bạn, 9 giờ, 10 giờ là bà mình đi học thôi. Mình đi ngủ trước khi đi học. Đầy năng lượng rồi các bạn ạ. Đấy, cháu Thành ngoan nhất ở đây nhé. Cháu Thành đang viết bài này, chăm chỉ lắm. Cháu Thành đang nhìn bài cháu bà ơi. Nhìn bài đâu? Đây cháu là cháu Thành nhìn bài cháu. Bạn này là bạn SDM Hamster Cutia này, Phô Mai Que. Còn đây là ốc Cutia Hột Me. Viết bài đi mấy đứa ơi, không là tí anh. À, cháu thưa bà, bạn SDM Cut, bạn chuột Hamster này đang không viết bài bà. Ôi giời, bà đâu rồi? Bà lên đấy. Bà lên đấy các bạn ơi, bà lại lên rồi. Bà chạy lên. Bà lên rồi. Bà đang kiểm tra đấy. Bà kiểm tra cháu ốc viết bài linh tinh. Cháu Thành viết bài không. Rất giỏi luôn. Bà ơi cháu, đây Quy Thành nhìn bài cháu. Nhìn bài đâu mà nhìn bài. Cháu thì học đây là các nhiệm vụ. Chúng ta phải check điện thoại này. Đi ngủ để tăng năng lượng, ăn để tăng sức mạnh. Học bài khi bà kiểm tra, đổ năng lượng, uống nước. Là các nhiệm vụ của các cháu ngày hôm nay. Sử dụng đèn để có thể tiết kiệm năng lượng. Tắt điện phòng này đi các cháu. Bà bảo tiết kiệm năng lượng đây, không là bà quánh. Tiết kiệm điện đây. Rồi bây giờ đi ăn à? Mấy đứa kia đi ăn không rủ tôi. Đấy, nấu món mì Ý luôn. Đây không phải mì Ý đây, món gì nhỉ ông nhỉ? Cà ri. Cà ri à? Cà ri ăn vào sẽ bị ngu si. What the hell? Nhanh lên. Chúng ta đi ngủ thôi các bạn ơi. Để mấy đứa cháu ở dưới kia đi. Tí bà phát điên lên là mấy đứa cháu ăn đập luôn. Đi ngủ để tăng năng lượng, tăng sức tỉnh táo. Không bớt ngáo đi. Đúng. Bà chỉ bị kiểm tra rồi. Hết điện rồi. Hết điện rồi. Kỳ mi phải hốt nha các bạn. Bà học bài. Cháu ốc học chưa? Ui, cháu ốc tưởng không học. Ui chuột hamster, bà bắt được rồi. Hamster không học bài mà mải đi ăn vụng bà đập cho. Mèo mồ. Chuột hamster đã kết thúc
video rồi. Rồi hàm xôi, cười anh em. Tôi xong, xin lỗi bạn đi. Tôi toàn với ông ạ. Bà về nóng tính lắm, bà trách rồi. Bà đi xuống rồi, bà đi xuống rồi mấy đứa. Đấy, anh phải bật cái điện lên cho sáng. Có hết năng lượng rồi ông ạ. Không, vẫn còn đầy năng lượng. Đây à, 100% à? Đúng. Ôi ôi. Ôi tí thì chết, anh phải dùng thôi. Ôi chết chết, cái thanh đó của anh là gì? Ấn Z. Ôi chết rồi. Ok, anh lên được kịp rồi các bạn ơi. Kịp không ốc? Ông bị đập chết à? Ôi, em mua tặng hình em thử dùng nhưng mà hình như không được. Vĩnh biệt ồ. Ok, uống nước là gì đấy? C. Ok, may quá kịp các bạn ơi. Ốc không hô anh để anh làm đóng băng bà. Không, em không hô tại vì em định dùng tàng hình. Bà không nhìn thấy em nhưng hình như không được. Ờ, bà vẫn đập ốc khi sinh các bạn ạ. Nói wow. Chung là bây giờ còn mỗi mình biết Quý Thành. Bà vẫn kiểm tra anh. Còn mỗi đứa cháu Thành sống sót thôi. Các cháu kia đứa thì đi ăn, đứa thì ấy. Đáng lẽ mình không chết đâu các bạn ạ. Đáng nghe không chết đâu. Nhưng bây giờ là cháu Thành buồn ngủ quá. Cháu Thành cứ ở đây. Cháu Thành là bất tử hộ thân luôn. Cháu Thành thức một phát tới sáng luôn. Cháu Thành ngủ tới full năng lượng luôn các bạn ạ. Ốc sang đây đội trưởng đội cổ vũ đi. Vỗ tay, vỗ tay. Mới chỉ 11 giờ thôi. Ờ, cái kia là gì? Ấn T để hồi năng lượng. Để hồi điện. Đó, bây giờ hồi năng lượng mà, hồi energy là không phải ngủ đó. Ấn T, ấn C để uống nước. Ấn Z. Ấn số 8. Ấn C để uống nước. Ô, thế là ấn F à? Ấn, không phải ấn Y à? Ấn Z là để ăn đồ ăn. À không phải ấn Y, em nhìn nhầm. Phải là ấn F mới là invite. Rồi, đúng rồi, mình ấn sai nút các bạn ạ. Rồi, đi ngủ đi. Ấn sai nút. Này, yếu quá các bạn ạ. Ấn sai nút, trời ơi, chết oan. Đúng rồi, nó để chữ tối quá là mình khó nhìn đó các bạn. Ôi, bà lại đi bắt đi học các bạn ạ. Mình phải học hành chăm chỉ thôi. 12 giờ đêm rồi bà vẫn vất học cháu học thế. Bà ơi, bà đừng đánh cháu. Cháu biết gì đâu. Nè, nào nào, năng lượng đi, uống đi, uống đi. Ấn T đi. Ấn T hả? Ừ. Ui, năng lượng hồi nhanh quá. Bây giờ mình quá nhiều năng lượng. Tụt cũng nhanh nữa. Ờ. Ủa, thế là mình đang thiếu cái gì mà nó tụt nhanh thế nhỉ? À, có vẻ như mình chưa đổ cái đấy. Chưa đổ cái này. Không phải đâu. Năng lượng nó sẽ làm mình tụt nhanh các bạn ạ. Ok. Đổ đây chưa nhỉ? Đây rồi. Một cái ở đây. Cái đi ra ăn cái này là các bạn ơi. Uống nước đi. Phím gì để nạp năng lượng nhỉ? T đúng không? Ừ. Rồi, uống nước đi. Nước là gì nhỉ? C. C à? Ok. Thế thì cứ ngồi đây à? Học đây. Gần hết thì mình mới uống. Ừ. Mình bây giờ là mình đại gia, hiểu không? Ghê. Cháu học đến 6 giờ sáng với bà xem. C là uống nước, Z là ăn bánh. Ok, nhớ rồi các bạn ơi. Ui giời, học hành chăm chỉ quá. Bà chưa kiểm tra. Bà chưa kiểm tra đâu, cháu Thành học ngoan ngoãn lắm. Đi ngủ làm gì, sao lại đi ngủ? Anh là cháu, người cháu gương mẫu. Bà đã kiểm tra đâu, bà phải học. Đây, bà kiểm tra được 1 giờ sáng, bà chạy ầm ầm lên đi kia kìa. Chỉ bà không kiểm tra. Thế mà bảo bà không kiểm tra, bà mới mệt. Thì tao vừa thấy mày đi ngủ, ốc xuống mày đi ngủ luôn. Bà đi kiểm tra này. Không chết tòi còn đâu. Xuống mà ăn đi. Xuống mà ăn làm gì, bây giờ anh xuống đổ thôi. Còn mấy bình ta? Một bình. Còn một bình thôi các bạn ạ, toàn rồi. Kịp không đây, kịp không đây. Kịp. Không nhanh thế đâu. Uống nước cái. Uống nước. Cố lên ông ơi, đừng để bị hy sinh. Anh lại đói rồi kìa. Anh đói đâu, anh hết năng lượng. Không, hơi đói rồi. Anh đi ngủ đây. Anh đầy năng lượng luôn, anh ngồi học. Cháu Thành cứ như thế này, cháu Thành sống tới sáng, cháu Thành bất tử. Cháu Thành vô địch thiên hạ. Hết điện. Hết điện rồi, năng lượng tụt không phanh rồi các bạn ạ. Hết điện, bà lên kiểm tra có sao? Có, uống năng lượng đi. T à? Ừ, từ bà lên thì anh sẽ uống. Bà có lên không nhỉ? Sao bà không lên? Bà sắp lên. Lên. Đây, cháu vẫn đang học bài nhá bà. Nhưng nó vẫn tụt vãi nhanh bà. Ờ, vì mình không có điện, không có gì. Học này là bị cận thị đó các bạn ạ.
bà vẫn kiểm tra. Ôi, mắt lúc mình mờ mờ đi nhìn mặt bà kinh nhở. Ừ, đấy bà đi rồi. Ok ok, đi xuống nạp năng lượng đi. Tê ơi sa. Đây. Ok, 2 giờ sáng. 2 giờ sáng rồi các bạn ơi. Chết rồi. Ăn là gì nhỉ? Z đúng không? 1 ZZ các bạn ạ. Sao lại ăn luôn làm gì? Sao không nấu? Không nấu kịp các bạn ạ. Anh nghĩ là phải lên trên phòng này. Nấu kịp không thì táng hình. Thôi học bài thôi các bạn ạ. Mình không ngủ à? Năng lượng còn đầy mà. Học 2 giờ sáng này cháu vẫn học chăm chỉ này. Bà kiểm tra cũng đâu có sợ đâu. Quá chuẩn luôn. Bà sắp lên đấy. Bà sắp lên sợ gì? Anh bây giờ đầy 17 nước, 12 gọi là năng lượng, còn 6 bánh quy. Chỉ lo là lo hết cái gì ông biết không? Là cái bình kia là mất điện ấy. Mất điện mình học bài là không được. Sao thế? Nó hay bị yếu đấy. Yếu sức mạnh ấy. Thế thì tắt bớt đi. Bật cá đèn học, bật cá đèn nhà. Cháu đang học mà bà. Cháu học anh chăm chỉ lắm. Từ đấy giờ cháu có học đâu các bạn nhìn đấy. Cháu chỉ ăn vụng tí thôi. Bà kinh có 3 giờ sáng nữa ạ. Bây giờ mình cứ ngồi đây được cái nhỉ. Rồi. Mình xuống kiểm tra năng lượng đúng không? Năng lượng chưa hết đâu. Nhưng mà tắt bớt đèn đi. Bên phải. Xe là uống nước. Cầm sẵn đi, không cần phải review. Không thể dùng trong khi ấy được đâu. Ok. Ui, tí đi bị bà bắt. Ui, bà ấy cháu học mà. Bà đang ăn lên. Nói thì ăn bánh đi. Ăn bánh là gì nhỉ? Rồi. May quá các bạn là tí thì chết. Rồi, tiếp. Lúc vậy anh ngỡ rồi. Đi uống nước. Hết à? Vẫn còn. Hết rồi các bạn. Thôi thế mình cứ ngồi trên phòng mình ấy thôi các bạn ơi. Vì mình có tầm 16 nước, 5 bánh cơ. Ừ. Anh nghĩ là cứ ngồi học thôi ốc ạ. Đừng làm gì đúng không? Đừng làm gì. Bây giờ cháu là cháu chỉ học thôi bà. Bây giờ cháu cũng hết. Nhưng mình mà phải tắt đèn đi nó mới đỡ tốn điện. Không, đèn học mà. Đèn học thì nó chỉ tiết kiệm nó vẫn tốn điện mà. Thế à? Nhảy ra đi. Từ từ cho bà check một lượt nữa. Thế đi hết điện. Bây giờ uống nước đi ra làm gì? Xem điện thoại trên bàn. Không sao, điện thoại trên bàn không có cảnh báo gì các bạn ơi. Uống nước là gì nhỉ? C đúng không? Đừng ngồi học vội kìa, nó tốn điện ấy. Thế đi nằm ngủ. Đâu? T nè. Đấy, hết điện rồi. Hết điện rồi các bạn ạ. Z là ăn luôn. Mình full rồi các bạn ạ. Cháu học bài mà bà. Đấy, 4 giờ sáng rồi. Cháu học bài bà ơi. Mất điện rồi, 4 giờ sáng rồi các bạn ạ. Bà đang kiểm tra, đi học bài nhanh lên. Ui, mặt mình cứ mờ mờ. Ôi không, mất điện rồi. Cộng thêm 10 tiền rồi các bạn. Nhưng mà mình mất tỉnh táo rồi các bạn ơi. Kệ cứ để đấy, kệ đây. Tỉnh táo lên một chút các bạn ơi, bật điện này. Có tí điện rồi. Sao lại bật điện làm gì cho nó hết điện ra? Còn ấy không nhỉ? Còn ga không á, hết ga rồi. Bốn giờ sáng rồi. Đi lên. Ngồi đây. Xê uống nước. Nhớ tắt các bạn. Bật đèn đi. Không sao đâu các ơi. Đằng nào cũng hết năng lượng rồi mà. Mình cứ bật đèn lên cho sáng tội gì. Ôi, mất tỉnh táo rồi các bạn ơi. Học bài nhiều lú. Bà bắt học từ đêm tới sáng này. Bây giờ buồn ngủ lắm. Đấy anh hồi tí. Ôi, cái gì? Uống nước là xê đúng không? Ừ. Anh còn đầy nước. Tội gì anh không uống. Bánh anh còn 4 chiếc các bạn. Đói thêm một tí thì ăn. Ừ, đói thêm một tí mình sẽ ăn nha các bạn. Phim Z để ăn đúng không? Ừ. Bà kiểm tra bây giờ mà. Rồi ăn đi các bạn ơi. Không là tí quá tay lại làm vật ra đấy thì thôi. Xin vĩnh biệt cụ. À. Bà ơi, bà lại kiểm tra đi. Bà lại kiểm tra 5 giờ sáng rồi. Đây, 5 giờ sáng rồi các bạn ơi. Bà bắt học xuyên đêm, sợ thật. Ờ đây, bà đây các bạn này. Mình cho bà đóng băng bạn xem nhá. À, chỉ ra mày chọn cái chết. Đóng băng 15 giây. 15 giây, tự nhiên làm lâu, mình lâu ra làm gì nhỉ? Đúng rồi. Rồi, các bạn ơi, thôi, mất 15 giây. Các bạn nhìn thấy bà đóng đá nha. Bê Cửu Thành chắc chắn sống được đến 6 giờ sáng luôn. Ngủ đi. Đi ngủ. Ngủ
cho nó được lâu. Cháu ngủ đây ba ơi. Đấy, ngủ được lâu các bạn ạ. Ngủ đến 6 giờ sáng luôn. Ngủ đến 6 giờ sáng luôn. Bà không biết, bà nghĩ cháu đang học hành chăm chỉ ư không? Cháu ngủ ba ơi. Rồi dậy đi. Dậy. Không, đầy năng lượng nó tự dậy mà. Ừ. Rồi, ngồi học phát hết năng lượng luôn đấy các bạn ạ. Ừ. Rồi. Ngủ tiếp đi. Thế thì mình ngồi chơi, mình đi ngủ tiếp. Chắc bà không kiểm tra nữa đâu. Ngồi học là nhanh mất năng lượng đấy. Đúng rồi, ngồi học là mình sẽ bị tụt IQ, ngu si luôn. Ôi giời ơi. Ôi. Không, đầy phát nó tự dậy mà. Đừng ngồi học bộ. Đừng thì học nữa. Lên. Ôi, chơi láo ở trên này. Alo, chơi game. Ô bà ơi, cháu chơi game. Bà ơi, cháu chơi game. Cháu tàn hình. Bà lên cháu tàn hình. Bà tàn không hình lên đâu. Phim F. Ok. Chơi game nhưng mà vẫn ghê lắm. Ấn phím F là cứ ngồi vào bàn đi xong rồi ấn phím F. Đấy, ngồi bàn đi xong rồi ấn phím F. Ấn F rồi nào. Ấn F nhá, tàn hình nhá. Tàn hình. Đấy, tàn hình rồi. Ôi. Bà chạy kinh luôn các bạn ạ. Đấy, mình còn đang bị bợ ngáo cơ mà. Bà không nhìn thấy mình ở đâu. Bà đang đi tìm. 6 giờ sáng rồi bà ơi. Cháu thắng rồi bà ơi. Rồi. Cháu mắc kẹt. Yes, so we 6 giờ sáng rồi ông ơi. Yeah. Bà tuổi gì? Mười đen. Tin cháu tức. Đang xem tin tức, tin mới. Nhưng mà cháu đang họ bị. Xin lỗi về cái thuốc này các bạn ạ. Thuốc này là thuốc gì? Thiên nhà nghiên cứu thuốc này. Đây là mẹ của mình nghiên cứu. Mẹ của mình nghiên cứu cho bà uống, bà biến thành ác quỷ. Ôi rồi mẹ ơi, mẹ báo các con quá. Ôi sao? Mình rất là sợ mẹ mình quay trở lại và đón chúng mình đi. Thế là mẹ mình là một người xấu hả? Đúng rồi, mẹ mình làm nhà nghiên cứu xấu xa. Cho bà uống thuốc biến thành ma luôn. Rồi, vậy lần này sẽ còn tiếp đấy các bạn ạ. Rồi, từ mình đã hoàn thành sống sót đến 6 giờ sáng. Đấy, một sự cố gắng rất là nỗ lực. May là mình còn có item mà mua được nhiều bằng cách chơi game nhiều các bạn. Rồi, còn bây giờ nếu các bạn thích video đừng quên bấm nút like video, đăng ký kênh để biết xem quảng cáo. Và bây giờ mình quyết định là ốc đã sống đến 6 giờ sáng. À, của mỗi mình quyết định rồi. Ốc là bị làm sao thì bị bà đập khi mà đi ăn vụng vào lúc nửa đêm không chịu học bài. Bởi vì mình bấm nhầm nút. Còn lại vì sao?